Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Quyên. Hôm nay rất là vinh dự, sau 3 tháng mình làm răng tại Windsor Mai và mình quay trở lại đây để khám răng. Trước đây thì mình rất là thích làm răng, thích từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì nhìn nhiều trên báo đài mạng thì thấy nó có nhiều tác dụng phụ rồi là thế này thế nọ, nên đâm ra là mình bị sợ hãi và mình không dám làm. Cho đến một ngày thì được các người bạn của mình giới thiệu đến Windsor Mai, đến đây nghe bác sĩ tư vấn thì mình quyết định là mình làm răng theo cái phương pháp là dán. Sau 3 tháng thì ngày hôm nay quay trở lại đây để thăm khám. Bác sĩ nói là mọi thứ vẫn rất là tốt đẹp, tiến triển cực kỳ ok, không sao cả. Sau khi mình làm răng xong thì không đau, không buốt. Mọi người thì thường sợ rằng là làm răng là ăn nó sẽ buốt răng, hoặc là tóm lại là sợ. Giống như mình trước đây ấy, thì làm răng thì nhiều lúc mình quên rất là mình đã làm răng. Nó hoàn toàn giống cái răng thật của mình. Và form bác sĩ làm rất là đẹp, nhìn nó rất là tự nhiên. Hầu như là ai cũng dành cho mình lời khen hết. Và bản thân mình cũng cảm thấy là nó đẹp hơn rất là nhiều. Trước đây thì lúc nào cũng mất tự ti và không dám là cười ấy, không dám cười hở răng. Và là khi mà giao tiếp với mọi người hay là trong cái công việc của mình thì không bao giờ mình tự nhiên được hết. Làm xong thì mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn, từ cái công việc, tài chính rồi đến cuộc sống gia đình của mình. Mọi thứ nó đều rất là happy. Thì mình cảm ơn Bismile rất là nhiều. Qua đây nếu như bạn nào mà đang có cái ý định mà chúng ta muốn làm răng thì giống như quên trước đây thì mọi người đừng sợ gì cả. Hãy một lần đến Windsor Mai để chúng ta trải nghiệm. Đến đây các bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn rất là cẩn thận và chi tiết, xem mà chúng ta hợp với cái mẫu làm răng như thế nào. Ở đây thì mọi thứ thì mình thấy rất là tốt, trang thiết bị rồi là hiện đại. Cái cách mà nhân viên chăm sóc tư vấn rất là nhiệt tình, bác sĩ tư vấn cực kỳ là cẩn thận, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn Windsor Mai rất nhiều. Xin chào các bạn.